cả nhà nha. Thì hôm nay Tuấn đến chùa Phước Thành cả nhà ơi. Hôm nay Tuấn quay lại chi tiết của chùa Phước Thành cho cả nhà cùng xem nha. Nguyện cầu Phật tổ phù hộ độ cho tất cả ai thấy cái video này được bình an và sức khỏe tốt. Phật tổ rất cao. Chùa này thì Tuấn cũng đi có đi qua một lần rồi cả nhà, cũng ngôi chùa rất là khang trang ở huyện Chợ Mới. Đây thì một vị xã Tân Mỹ nha cả nhà, cũng gần giáp gia ranh với xã Bình Phước Xuân cả nhà. Rồi thì Tuấn quay cái video nó hơi lẻ cả nhà, cho nên xem chi tiết nó cũng hơi khó xem. Thì bước vào thì Tuấn thấy có cái cầu thang, trên đó là cái sân tiên cả nhà. Thì lát Tuấn đi lên cầu thang quay cho cả nhà xem. Tuấn rất mong cả nhà vào xem cho Tuấn xin một mọi người cho Tuấn xin một like và một chia sẻ nhé. Hai bên này thì Phật tượng Phật rất nhiều cả nhà. Rồi Tuấn có quay video nhưng Tuấn quay hơi lẹ quá, cho nên xem cái chi tiết nó cũng không được rõ mấy. Đây là hình của Đức Phật Di Lặc. Có bụng. Những chiếc vàng rất đẹp. Tuấn nhớ mãi mãi hình như trong này có hình của ông Tề Thiên. Khúc nào nó tiêu rồi. Có hình của bốn thầy trò Đường Tăng nữa. Đây. Đây tới bốn thầy trò thừa của nhà Đường. Có Phương Thuận tưởng nhà ngồi câu cá nữa. Bốn thầy trò Đường Tăng. Đây thì Đường Tâm Tạng, Lưu Sao Tăng, ông Tôn Ngộ Không, Lão Trừ đứng đây. Còn tiếng ông này không biết. Chiếc pháp cũng khá là đẹp. Này, đây là các vị Phật La Hán này cả nhà. Đúng thì 18 vị La Hán, đây chỉ có 3 vị thôi. Thì cái video lúc trước thì Tuấn đi với một người chị quay thì video nó Tuấn quay hơi lạ, cho nên cái chi tiết cả nhà xem nó cũng không được êm.
trên đây là những cái chiếc trống đồng cả nhà. Đây là cái chiếc trống. Những cái dòng chữ không xả, không vọng, thả lỏng như như. Mỗi bên đều có một chiếc ghế. Bây giờ làm nó bắt cầu sơn rồi làm thêm cái này cả nhà ơi, cho nên cầu thang này đi lên đường này không được rồi, thì qua cả đường bên kia lên. Rất là khéo tay. Mình nhắc lại cho cả nhà rồi biết đây là chùa Phước Thành này cả nhà. Không thấy cá mắm gì hết, có mấy con cá lậu gì. Lát lên cầu thang cả nhà, anh lên cái là cầu, đi lên cầu quay sắc nét nó đẹp lắm cả nhà. Hoàng phụ hoàng tử
gắt khéo. Giờ mình đi vô, và bên đây mình đi vô trong, cái mình đi lên cầu thang nha cả nhà. Bên đây cũng có trống đồng bên đây. Mỹ quan rất đẹp nha cả nhà. Giờ mình đi lên cầu thang nha cả nhà. Chiếc cầu thang này. Lạnh chắc. Cả nhà có vào xem cho Tuấn xin một like và một chia sẻ cả nhà. Mọi người cho Tuấn xin một like nha, để dễ ăn cái đề xuất của video cả nhà. Đây là bồn like tiên cảnh nha. Lên trên mình gọi xuống rồi cả nhà. Cảnh của các cô tiên đây là nhà xây dựng có những cái hoa tai rất khéo cả nhà, làm mây. Đi qua cầu bến. Bên đây thì có cái trống rất to. Không biết có mở cửa không? Đóng cửa rồi. Không vô được rồi. Đây thì gội xuống cũng rất là đẹp nha cả nhà.
tối không? Mình đã đi chân sẵn. Đây là những đá như cây, làm như nó có sớ kiểu như cây ấy nhỉ, nhưng là đá. Đá mình mới nhìn vào là tưởng là cây nha cả nhà, nhưng thực tế đây là đá. Vòng qua đây mình đi xuống cả nhà, đi quay ở trong chùa cho cả nhà xem nha. Trên đây rồi xuống cũng khá là đẹp. Chuồng rất to cả nhà, chuồng đồng rất to. Cầu thang đi xuống. Bồ Tát thánh chúng lớn nhất